Với hy vọng mang đến những kiến thức đúng đắn về việc luyện tập yoga cho những ai yêu thích bộ môn này, Hiệp hội Yoga Ấn Độ đã thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam dưới sự bảo trợ của Tổng lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây sẽ là nơi thực hiện các buổi workshop, hội thảo cũng như các lớp học miễn phí cho những người yêu thích yoga. Có mặt tại Việt Nam đã lâu, yoga đã trở thành một hình thức vận động được nhiều người ưa chuộng. Theo ông Manoj Kumar, chánh văn phòng Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc luyện tập yoga tại Việt Nam trong những năm gần đây phổ biến không kém gì ở Ấn Độ. Yoga ở Việt Nam cũng phổ biến như ở Ấn Độ vậy, đặc biệt là ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trong những năm qua, tôi đã thấy rất nhiều người Việt Nam sang Ấn Độ học yoga, rồi quay trở lại Việt Nam và mở một trung tâm yoga của riêng mình. Mặc dù vậy, những người thực sự hiểu về yoga vẫn chưa phải là nhiều. Hiểu được điều đó, các huấn luyện viên yoga tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập Hiệp hội Yoga Ấn Độ với mong muốn truyền đạt những kiến thức đúng đắn cho những ai đã và đang có ý định tập luyện bộ môn này. Được sự bảo trợ của Tổng lãnh sự quán Ấn Độ, Hiệp hội sẽ là nơi nghiên cứu và đào tạo phương pháp giảng dạy tốt nhất cho những người yêu thích yoga. Mục đích của việc thành lập Hiệp hội Yoga Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh là nhằm phổ biến những kiến thức thực sự về yoga. Yoga là gì? Hiệp hội sẽ là nơi tập trung những thầy dạy yoga giỏi. Họ sẽ giải thích và hướng dẫn cho mọi người tập yoga. Nói về ý tưởng thành lập Hiệp hội, thầy Viswa, hiện đang là giám đốc kiêm người sáng lập trung tâm V-Yoga World, cho biết nhiều người luyện tập yoga nhưng họ chỉ đang luyện tập theo những gì họ nghĩ. Do vậy mà thành lập một nơi để truyền tải những kiến thức đúng đắn về yoga cho mọi người là một điều cần thiết. Yeah, it's a new concept what I make this one, yoga and misconception of yoga. Đây là concept mới mà chúng tôi đang lên kế hoạch. Thông qua các buổi hội thảo và các buổi học miễn phí, chúng tôi sẽ giúp mọi người hiểu như thế nào là yoga thực sự. Ngày nay có rất nhiều người tập yoga nhưng cũng có nhiều người hiểu sai về yoga. Họ cứ nghĩ ngâm mình trong nước là yoga, nhưng đó không phải là yoga, đó là lý do vì sao chúng tôi muốn truyền tải ý nghĩa thực sự của yoga đến người Việt Nam. Thông qua vận động có liều lượng cùng với điều hòa nhịp thở, luyện tập yoga giúp chúng ta ngăn ngừa, đẩy lùi bệnh tật và tăng cường sức khỏe. Tuy nhiên, cũng như các hình thức vận động khác, thì luyện tập sai phương pháp cũng gây ra những hậu quả khôn lường. Thầy Viswa cho biết, tại Việt Nam, tuy chưa có thống kê đầy đủ về những trường hợp bị tổn thương do luyện tập yoga, nhưng tại Ấn Độ và một số nơi khác, nhiều người bị tổn thương gân cơ. Thời gian hồi phục có khi kéo dài hàng tháng hoặc một năm. It can change the alignment of their body. Tập yoga sai cách trong thời gian dài, khoảng 5-6 năm sẽ khiến cơ thể mất đi sự cân bằng. Một bên cơ thể sẽ không còn cân bằng với bên còn lại. Bởi vì khi luyện tập yoga, chúng ta tập một động tác nào đó, một tư thế nào đó, hoặc nhịp thở thì đều phải cân bằng cả hai bên. Đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam 7 năm, thầy Viswa cho biết, việc luyện tập yoga trong những năm gần đây rất phát triển. Rất nhiều người tập yoga và trên thị trường cũng xuất hiện nhiều tài liệu hướng dẫn tự luyện tập yoga. Tuy nhiên, để luyện tập hiệu quả thì người tập cần tuân theo hướng dẫn của các chuyên gia. The only one advice I can give them, please try not to practice with those who are not professional. Lời khuyên của tôi dành cho những ai đang tập yoga đó là đừng cố làm những động tác mà không có sự hướng dẫn của huấn luyện viên. Yoga có rất nhiều loại và nếu không có hướng dẫn cụ thể thì bạn sẽ không biết mình phải tập yoga loại nào. Với sự ra đời của Hiệp hội Yoga Ấn Độ, hy vọng những ai yêu thích bộ môn này sẽ tìm thấy được nhiều thông tin bổ ích tại đây, từ đó giúp cho việc luyện tập được hiệu quả và sức khỏe ngày càng bền bỉ hơn.